Quận đoàn Ngũ Hành Sơn cũng vừa tổ chức ngày đoàn viên, tự hào đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ngày đoàn viên mở đầu với sự kiện ý nghĩa đong đầy cảm xúc, đó là niềm vinh dự, tự hào của 45 học sinh ưu tú các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận được kết nạp vào tổ chức đoàn. Trong không gian và thời gian đầy ý nghĩa này, những đoàn viên ưu tú mới được hòa mình và bắt đầu những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp, nhiệt huyết lan tỏa màu áo xanh tình nguyện, xung kích vì cộng đồng. Sau một thời gian phấn đấu thì hôm nay em cũng đã được đứng vào hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong lòng em cảm thấy rất là vui và tự hào và hạnh phúc. Em sẽ cố gắng tích cực học tập, rèn luyện và noi theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gắn với hoạt động kết nạp đoàn viên mới, ngày đoàn viên với chủ đề tự hào đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được quận đoàn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi bổ ích, thiết thực như trưng bày gian hàng, tuổi trẻ sáng tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhảy dân vũ, thi đua chuông vàng, tạo nên một ngày hội thực sự đáng nhớ của các bạn đoàn viên. Tổ chức đồng loạt các hoạt động vừa củng cố xây dựng tổ chức đoàn, vừa tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng và đời sống xã hội. Thông qua những hoạt động như thế thì cũng đã tạo ra một khí thế thi đua rất là sôi nổi, rất vui vẻ trong lực lượng đoàn viên thanh niên. Ngày đoàn viên của tuổi trẻ quận Ngũ Hành Sơn kết thúc với trọn vẹn cảm xúc về niềm tự hào là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Với niềm tin, động lực, tuổi trẻ nguyện tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, chủ động để thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa vì cộng đồng.